Trong quyển sách Huyền thoại Đại Dương ở thư viện thành phố Canalay, vùng Shino, có ghi lại truyền thuyết về một con người can đảm muốn đi tìm vị hoàng tử của biển cả. Anh ta nhờ sự trợ giúp của những Pokemon sống dưới biển và Mantike, Buizel và một con Quillfish có những chiếc gai khổng lồ đã đi cùng với anh ta. Đây là một chi tiết khá thú vị kết nối hai game Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl với Pokemon Legend Arceus. Bởi vì trong game Arceus, cuộc phiêu lưu ấy do nhân vật chính thực hiện và được ghi chép chuyển lại cho đến đời sau. Và sở dĩ chúng ta biết được những manh mối tìm đến vị hoàng tử của biển cả là do đã được đọc ở tương lai rồi. Nên đây là một vụ khá rắc rối về du hành thời gian. Nhưng mục đích chính mà tôi nói về câu chuyện này là để chỉ ra cái con Quillfish gai to kia thực chất là dạng tiến hóa Overquill của dạng vùng miền Hisuian Quillfish. Loài Quillfish mà chúng ta vốn biết đến có song hệ là nước và độc, mà tôi khá chắc tôi đã xếp nó mạnh nhất trong những Pokemon hệ độc yếu nhất. Còn ở vùng Hisui cổ xưa, loài Quillfish mang song hệ là bóng tối và độc. Chúng nó còn có thể tiến hóa xa hơn thành Overquill, mà cơ bản chỉ là những cái gai của nó dài ra mà thôi. Thiết kế easy vãi. Cái song hệ độc và bóng tối này chúng ta đã có gia đình nhà Skuntank, Rapion và Alolan Mark. Đây là một trong những song hệ ít điểm yếu nhất trong thế giới Pokemon. Cụ thể là nó chỉ bị khắc chế bởi hệ đất, đã thế lại còn miễn nhiễm được siêu linh, rất là điên đúng không? Tuy nhiên đổi lại thì chúng nó cũng không kháng được nhiều thứ như là hệ nước độc, cụ thể là mất đi một vài khả năng kháng quan trọng như giác đấu, băng và tiên. Song vẫn phải công nhận rằng đây là một trong những song hệ xịn nhất mà một Pokemon có thể sở hữu. Về mặt công kích thì khả năng phủ sóng của hai cái song hệ này cũng không hơn nhau là bao. Cả hai đều chỉ bị kháng bởi chưa tới 30 Pokemon, cơ mà số Pokemon mà chúng khắc chế được cũng không nhiều. Nhưng điều này thực sự không quan trọng lắm đối với cả hai con Quillfish. Vì sao? Bởi vì vốn Quillfish là một Pokemon được sử dụng vào vị trí tiên phong hăm dọa đối thủ bằng Intimidate, thiết lập cạm bẫy với cả Spike và Toxic Spike, có Taunt để quấy phá, sau đó sẽ tự sát bằng Explosion. Nó chỉ có một vấn đề là chỉ số hơi lở một tí, và điều này được cải thiện phần nào ở phiên bản vùng Hisui. Nhờ việc có khả năng tiến hóa, cho nên con Quillfish này sử dụng được trang bị Eviolite để tăng sự lì lợm của mình. Cụ thể là khi mang Eviolite, nó sẽ trâu gần bằng con Toxapex, đấy là tôi chưa tính Intimidate, trong khi đánh đau hơn một chút và nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên tôi không nói là con này có thể đẩy Toxapex ra chuồng gà hay là gì, còn lâu mới có chuyện đấy, bởi vì nó không có cái gì để phục hồi cả. Nhưng cái việc một con cá gai trâu bò chỉ có một điểm yếu liên tục nhảy qua nhảy lại trước mặt, hù dọa Pokemon của anh em xong rồi nó giải đinh khắp sàn đấu cũng không phải là một cảnh tượng dễ chịu tí nào. Nhất là khi chúng ta còn chưa biết tất cả chiêu thức của nó. Mang tiếng là một Pokemon hệ bóng tối, nhưng hiện tại chiêu bóng tối duy nhất mà Hisuian Quillfish có thể sử dụng là Dark Pulse thì lại là một chiêu mảng đặc biệt, trong khi vật lý mới là mảng mạnh hơn của nó. Nếu như lên Gen 9 có đầy đủ bộ chiêu thức mà nó lại tòi thêm ra cái Knock Off thì lại quá ư là ngon lành luôn. Ngoài Intimidate ra thì Quillfish còn có hai đặc tính nữa. Poison Point thì không quá quan trọng, còn Sweet Swim thì đáng chú ý hơn. Dĩ nhiên nếu như anh em sử dụng một con Quillfish chuyên thủ thì cái đặc tính này không thể nào bằng Intimidate được. Nhưng đối với dạng tiến hóa của nó là Overquill thì chắc chắn sẽ có ích. So với Quillfish thì Overquill được gia tăng mỗi chỉ số một chút, chỉ có tốc độ là giữ nguyên. Cũng không thể nào gọi đây là yếu được, nhưng thực sự cũng không phải là một bộ chỉ số ấn tượng nếu như anh em hỏi tôi. Cái con này nó cũng có thể đảm nhiệm vai trò phòng thủ giải đinh như là Quillfish, nhưng tôi khá chắc cái vai trò này thì Quillfish sẽ làm tốt hơn, cho nên bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào phần công kích của nó thôi nhá. Bộ chỉ số của Overquill giống như một phiên bản chậm hơn của Rapion nhưng mà đánh khỏe hơn. Thứ mà Rapion không có là một đặc tính xịn sò thì Overquill có đến hai cái. Intimidate có thể giúp nó thành một Pokemon đam to khó chết kiểu như là Arcanine, còn Sweet Swim cho nó tiềm năng trở thành một nhân tố càn quét. Một khi đã sở hữu đặc tính bơi nhanh là kiểu gì cũng phải xét đến tính khả thi của Pokemon này cho đội hình mưa rồi. 85 tốc độ cơ bản là ngang với Kingdra, và trong số những Pokemon mang đặc tính này thì cũng chỉ có 4 Pokemon là nhanh hơn Overquill mà thôi. Trong số đó cũng chỉ có mỗi Barrascoda là thực sự đáng ngại. Việc một Pokemon không phải hệ nước mà lại có đặc tính này cũng là chuyện ít thấy, trước đây cũng chỉ có mỗi con Beartic. Tuy không thể tận dụng tối đa sức mạnh của mưa do không được hưởng lợi thế cùng hệ từ những chiêu hệ nước, cơ mà những chiêu này dùng dưới mưa thì vẫn cứ là mạnh. Và bộ chiêu thức của hệ nước
độc và bóng tối combo với nhau thì Pokemon duy nhất có thể chống được cả ba là Dryskin Toxicroak. Thêm nữa thì không giống như những Pokemon hệ nước thường sẽ rất khốn đốn khi bị đối thủ phá mất điều kiện trời mưa, nhất là đối với trời nắng, thì những Pokemon chơi hệ khác như là Overquill sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều mà vẫn đánh đau như thường. Đặc biệt là những chiêu thức hệ bóng tối thực sự rất ít bị kháng hay là biến nhiễm. Mấu chốt ở đây vẫn là Overquill sau này có thể học được thêm chiêu thức hệ bóng tối nào. Quillfish của vùng Johto vốn có thể sử dụng Throat Chop cũng là một chiêu khá ổn. Xong rồi nó còn có thể học được cả Sword Dance từ TM nữa. Nếu như Overquill cũng học được cái TM này thì khả năng can quét dưới mưa của nó sẽ càng trở nên đáng sợ. Thông tin cuối cùng là chiêu thức độc quyền của Hisuian Quillfish và Overquill, Barbarish. Đây là chiêu mà con Quillfish sẽ phải sử dụng 20 lần ở Strong Style mới có thể tiến hóa được. Đó là một chiêu thức hệ độc có sức mạnh 60, có khả năng nhiễm độc cho đối thủ. Và nếu như đối thủ đang trong trạng thái bất lợi thì chiêu này sẽ đánh mạnh gấp đôi lên thành 120. Cái chiêu này tương tự như là Infernal Parade của Hisuian Typhlosion. Đặc biệt là đối với hệ độc vốn không có nhiều chiêu thức tấn công mạnh mẽ thì đây là một thứ vũ khí rất đáng e ngại của Overquill. Lại còn combo được rất tốt với Toxic Spike mà bản thân nó cũng tự sẽ đáp được. Túm lại, bây giờ bộ chiêu thức của Hisuian Quillfish và Overquill chưa được hoàn chỉnh, cho nên cũng rất khó có thể nắm rõ được chính xác sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, dựa trên song hệ ít điểm yếu, ability cực ngon thì nó vừa có tiềm năng trở thành một Pokemon càn quét dưới mưa, hoặc là một Pokemon thiết lập cạm bẫy, kiểm soát chỉ số hiệu quả, mà thậm chí cái dạng chưa tiến hóa của nó cũng có thể đảm nhiệm được. Đây sẽ là một Pokemon rất khó chịu nếu như anh em phải đối mặt. Cơ mà cá nhân tôi thì vẫn thấy thiết kế của nó hơi lười biếng. Thế còn anh em thì sao? Con này so với con Rapion, anh em nghĩ con nào xịn hơn? Và anh em nghĩ nó chỉ có thể tỏa sáng trong đấu đơn thôi hay là cả trong đấu đôi nữa? Hãy comment phía dưới để cho mọi người thêm thông tin nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và quan tâm đến video này. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. A peace!